Top tính năng iOS 16 cực kỳ hay mà Apple không cho bạn biết, nhưng duy thầm thì có. Mở khóa Face ID khi cầm iPhone ngang như iPad luôn. iOS 15 làm gì có cái này. Tin vui cho anh em nào có Nintendo Switch giống mình, đấy là iOS 16 giờ đây đã hỗ trợ tay cầm Switch và chúng ta có thể kết nối Joy-Con và chơi game cực kỳ xịn sò như thế này. Nhưng tính năng này mới gọi là đỉnh này. Muốn xem hình ảnh bị ẩn hoặc hình ảnh đã xóa ấy, là phải có Face ID mở khóa thì mới xem được. Cực kỳ bảo mật, dành riêng cho những anh em nào mà có nhu cầu giấu những cái hình nó kiểu chúng ta đều biết là những hình ảnh gì mà. Người lấy vợ như tôi là rất cần tính năng này.